Cú này rất là cao nè, bắt đầu tenor đu nè. Các bạn cố gắng giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh nha. Ok. Yo. Em không là nàng ai, cũng không còn là nhạc sĩ mong mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tình yêu này mong ai giọt tan vỡ thôi cũng đời xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên. Nghe mũi hát đã gì. Rồi, hello, xin chào các bạn đã đến với video hướng dẫn chia sẻ thanh nhạc của mình. Mình là thầy Phong High Note và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài hát Nàng Thơ của Hoàng Dũng. Giúp thì mình demo cái nha, nhẹ cái. Vô. Em nghe em đang rơi nụ cười vào anh. Có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh một người hát mãi những điều mong mãi, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng muốn rằng lòng quên hết những chờ vơ. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim trôi từ chỉ tim rằng em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mong mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu rồi. Để hát được bài hát này á thì các bạn thời tiết hôm nay thay đổi, khí hậu thay đổi khiến cho mình bị sổ mũi nghe mũi. Rồi sổ mũi nghe mũi chứ hát là hát được à, tại vì nếu mà mình có kỹ thuật á thì các bạn sẽ hát rất là dễ. Thì nếu như mà để hát được bài hát này á, một bài hát rất là tình cảm và nó sẽ khác cao so với những bạn nam trung. Còn bạn nam cao thì có thể đu dây điện được, nhưng mà giọng nam cao á thì mình hát mình sẽ khó có thể là ấm áp và tình cảm được như như Hoàng Dũng. Hoàng Dũng giọng dày lắm, ấm áp lắm đó. Thì cái vấn đề ở đây là nếu mà nam cao á thì hát được bài này nhưng mà không có ấm áp tình cảm. Còn nam trung á là giọng không tới nhưng mà ấm áp tình cảm nhưng mà lại không tới. Vậy thì sao? Vậy thì bài này rất là khó hát nhưng mà cũng không khó hát nếu như mà các bạn để ý chút xíu. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách hát để hát bài này, nó dễ lắm, không khó đâu. Nó dễ, gặp mình là cái gì nó cũng dễ chứ. Rồi. Rồi khi mình hát á, các bạn để ý nha, hơi thở của mình á, mình có một cái hướng dẫn cho các bạn nhiều rồi ở trên kênh của mình đó. Nếu mà các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy cứ đăng ký kênh nha, để mình có thể xem các video hướng dẫn chi tiết hơn. Và sắp tới mình sẽ ra rất nhiều video và hướng dẫn và những cái chia sẻ về kinh nghiệm ca hát và làm sao để thực hiện con đường ước mơ đam mê ca hát của mình. Ví dụ mình muốn làm ngôi sao ca sĩ âm nhạc thì mình chơi luôn, có gì đâu ngại. Ok. Đó thì thôi vô chủ đề lại là làm sao để hát được bài này ấm áp tình cảm mà đu được những nốt cao. Ok. Đầu tiên đó, hơi thở của các bạn là phải bám chắc ở khoảng vang ở trên miệng của mình đó, trên miệng thôi. Bài này nó không quá cao để các bạn không cần các bạn phải đu những cái khoảng vang trên má hay là trên trán gì đâu, trên đầu gì đâu, không phải là quá cao, nó vừa phải thôi. Nhưng mà các bạn phải bám chắc khoảng vang trên đây, đúng không? Rồi thì mình sẽ làm mẫu lại cho các bạn nha.
Các bạn thông cảm nha, sổ mũi quá chảy nước mắt của mình. Mà không ra clip thì không được, không ra clip cái kênh của mình nó sụp. Ok rồi, à bây giờ đưa hơi thở lên trên cái khoảng vang trên này. Đó, các bạn tập như vậy đó để các bạn có cảm giác, thì các bạn có thể hua trước, hua các bạn mình hướng dẫn đó, để giữ cái hơi thở thật là chắc bên đây, nó đừng có tuôn. Thứ nhất là lên cao á nó bị mất ở dưới, mất cái khoảng vang bên dưới này. Các bạn có một thói quen lên cao là các bạn rướn lên xong rồi các bạn gồng cổ. Không, lên cao cũng giữ hơi thở thật là tốt nha. Ô này em thấy rồi. Giữ hơi thở. Rồi mình vô công nha. Cố gắng các bạn tập như vậy, có một hơi thở lúc nào cũng đầy đặn hết á. Hơi thở mà thiếu là đương nhiên là khoảng vang nó không làm việc. Mà nó không làm việc thì vị trí nó cũng không, âm thanh nó cũng không làm việc. Thì lúc đó các bạn sẽ hát rất là khó. Vì vậy tập hơi thở là yếu tố đầu tiên quan trọng nhất luôn á. Vô. Rồi mình đã sát rồi, các bạn cảm giác thấy như vậy. Ngày em đánh rơi nụ cười vào cứ nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Mình chỉ dùng khoảng vang ở đây là nhiều thôi nha, mình không có cần phải kích hoạt khoảng vang gì lớn lao lắm đâu. Thoải mái nhẹ nhàng giống như mình đang tâm sự và kết hợp được với hơi thở và khoảng vang trên miệng là bạn hát được à. Dễ lắm nha các bạn, các bạn chỉ cần để ý một chút xíu thôi là các bạn sẽ có lợi, rất là có lợi cho những bạn đang muốn ca hát và biết ca hát, không cần phải tập quá nhiều những kỹ thuật quá cao siêu cổ điển, bắn cổ điển gì đó, không, chỉ cần giữ được hơi thở trên khoảng vang ở miệng và cứ thế là mình hát thôi một cách thoải mái và tự nhiên và tình cảm nhất thì mình sẽ hát hay. Ok rồi, câu tiếp theo nha. Một người hát mãi những điều mong manh, mãi những điều mong manh. Đó, như vậy thì âm thanh nó vang à. Các bạn có cảm nhận được âm thanh vang ngay chỗ ngay cái phần miệng của mình không? Nguyên vào mình đó. Mong manh lang thang tìm niềm vui đã lỡ, lang thang tìm niềm vui đã lỡ. Đó, vậy thôi nha. Lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng muốn rằng lòng quên hết những trơ vơ. Rồi cứ cứ như vậy hát sao tự nhiên nhất, nhẹ nhàng thôi, không có cần phải gồng cổ gồng căng lơ trơ vơ đó. Thì hơi ồn chút xíu ha, các bạn thông cảm nha. Tại mình ngồi trước cửa nhà luôn. Tập không khí quay cho nó thoải mái, dạng chia sẻ vlog thôi, không có gì phải hàn lâm học lắm đâu. Ok vô, lâu lâu có những cái âm thanh lạ lạ vui vui cảm giác thú vị, thú vị mấy hơn mấy cái clip khác. Rồi 51, 59, 51, 59, 73. Ok rồi, tiếp tục ta yêu nhau nha. Vô rồi. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Rồi hả, lại nha, 2 3. Ta yêu, âm thanh ở đây nè. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Đó, sự kết hợp giữa giọng hát, một giọng nói rất là tự nhiên và tình cảm thôi, và hơi thở phản quang trên miệng. Vậy là xong rồi đó. Vậy là các bạn có thể hát được rồi đó. Các bạn đừng có tập kỹ thuật gì công phu mà cao siêu quá nha. Ok, các bạn cố gắng nghe và cảm giác, tập cái cảm giác giống mình, và tập từ từ các bạn sẽ hình thành một thói quen ca hát hay hơn. Vậy thôi, mình làm được thì các bạn sẽ làm được. Ok. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tiếng chối từ, chỉ tiếng rằng âm thanh vẫn ở đây, vẫn giữ đây luôn nha. Dù cỡ nào thì không phải giữ ở đây, không để cho nó rớt. Nó rớt ra ngoài là các bạn bị cả thanh quản đấy. Nó rớt ra ngoài là các bạn sẽ khác không được đấy. Tính tôi đi. Vô. Em không là nàng thơ. Lại câu đó nha. Thường thường các bạn bị rớt, sợ mũi quá, các bạn không cảm thấy sợ mũi quá.
Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ, mộng mơ. Rồi lại câu đó nè. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Ok, tiếp theo. Lấy hơi. Tinh 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 ở miệng luôn nha. Tinh này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn đó. Tinh này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tình yêu này mong manh giờ tan vỡ. Đây cái chữ này là dễ các bạn. Các bạn dễ, các bạn đưa nó lên cao lắm, bản năng mà, kéo lên cao, kéo lên cao, cái cuối cùng bị canh quản kéo ế, cho bạn chặn lại đó. Em không là nàng thơ à, ta tình này nhẹ nhau à. Lại lại từ khúc này. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Giữ cái miệng nè, tiếp luôn. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Chữ chiều á, lại chiếu, đừng có kéo cổ lên mà giữ nguyên nè. Lại chiếu cho hơi thở lời chiếu đó, nó sử dụng các khoảng vang ở trong giọng hát của mình á. Lời chiếu lên tim ta những vết hằn, tình yêu này mong manh sao tan vỡ. Cao ha. Tình yêu này mong manh sao tan vỡ, vẫn ở đây luôn, sao tan vỡ thôi cũng đời. Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả lại. Đó, cái khó là khi chúng ta hát mà chúng ta lên nốt cao mà chúng ta không bị bản năng là chúng ta đưa cái cổ của chúng ta lên cao mà chúng ta vẫn giữ cái giọng hát của mình ở những cái nốt ở những cái khoảng vang thấp ở dưới đây, thì lúc đó nó sẽ không bị cao thanh quản, nó không bị dâng lên cao á, cao thanh quản. Cố gắng tập, kỹ thuật nó có nhiêu đó là các bạn, nhưng mà cái quan trọng là mình phải kết hợp, mình kết hợp giữa giữa hơi thở vào cái khoảng vang. Khó lắm á, khó lắm, hơi thở vào khoảng vang để cho nó đầy đặn đó. Rồi mình sẽ kết hợp giữa giữa cái khoảng vang và hơi thở đó với cái lực để làm sao cho nó, để cho nó khéo léo, chứ nó không có bị là quá 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 mạnh quá nhẹ. Nó phải cân bằng, nó phải điều khiển rất là khéo. Và tiếp theo á, là mình phải kết hợp giữa cái khẩu hình miệng của mình để nó điều khiển cái câu chữ á, cái con từ của mình nó rõ ràng, và cuối cùng là nó cái chữ nó phải tự nhiên để người nghe nó cảm giác nó không có bị gọi là chói tai hay bị căng thẳng quá, mà nó vẫn có một cái sự tự nhiên trong đó. Thì cái đó là một cái sự kết hợp và mình phải tập luyện như thế này thôi. Các bạn phải tập hình thành một thói quen như vậy ha. Tập tới tập lui, tập hoài, tập hoài. Các bạn xem video của mình rồi các bạn sẽ rút ra được nhiều những cái hay trong đó. Rồi bây giờ mình sẽ hát lại cái phần vơ 2. Mai rồi em sẽ quên. Ok, các bạn hát chậm với mình nha. Từ từ. Vô. Nghe mũ quá. Vô. Mai rồi em sẽ quên ngày mình khờ dại, mong em kỷ niệm này cất lại, mong em giấc buồn ngày buồn thôi ướt đẫm trên vai. Mai ngày em say bướng bên đời thanh thang, chỉ cần một điều em hãy nhớ, chỉ cần một điều em hãy nhớ, chỉ cần một điều em hãy nhớ. Ok, khúc này nó lên nè, thấy không? Chỉ cần một điều em hãy nhớ, cô
một người từng yêu em tha thiết vô bờ. Đó, đừng có căng quá nha. Chỉ cần một điều em mới nhớ, có một người từng yêu em tha thiết vô bờ. Em không là nàng thơ, cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Đó, nó chỉ cần giữ một cái âm lượng vừa phải vừa đủ như thế này, như thế đó các bạn có thể gán tập cái cảm giác như thế nha. Rồi hơi thở, rồi lực hát, rồi khoảng vang, rồi câu chữ nó cũng phải tự nhiên, thì nó tạo nên một cái cảm giác nó cân bằng, đúng không? Tiếp theo nha, các bạn hát theo. Tình yêu này mong manh giờ tan vỡ, thôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả hết cho. Đó, cái này đã lên tới nút son 4 là nó cũng khá cao rồi đó. Tenor thì có thể đạt được, nhưng mà nó xấu, bắt đầu nó xấu rồi, cái nốt nó không được đẹp, nó không được đầy, nó không được thoải mái, nó mất căng thẳng. Rồi năm chung mà lên tới nút son là thôi bỏ luôn ha, không nổi đâu. Ok, rồi tiếp theo sẽ là phần lơ tông. Đây, cú này rất là cao nè, bắt đầu tenor đu nè, các bạn cố gắng giữ bình tĩnh nha. Ok, vô. Em không là nàng thơ, cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tình yêu này mong đợi giờ tan vỡ, thôi cũng đời xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả hết cho em. Nghe mũi hát đã ghê. Rồi, ok, đó thì khi lên cao bạn phải giữ được cái bình tĩnh, sử dụng hơi thở. Có thể lúc đầu bạn chưa quen, các bạn sẽ hát như thế này nó nhẹ lắm. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tình yêu này mong manh. Không sao hết trơn á, các bạn đừng lo nha. Thời gian đầu mình chưa quen á thì mình cứ hát gió đi, và từ từ á nó cái giọng gió thì nó rất là mỏng, thấy không? Nhưng mà nó phải đảm bảo cái yếu tố là hơi thở nó phải được cộng hưởng ở trên cái phần cái miệng của mình, khoảng mang miệng á đầy, nó không bị mọc, nó không bị rớt ra ngoài, rớt hoặc là nó bị dâng lên cao quá. Trước mắt là như vậy, rồi xong một thời gian bạn pha nó đặt lên, phải đã bật lên bằng việc là áp dụng cái lực vào đó. Mình nhẹ nhàng giọng gió trước như vậy, xong áp dụng lực và từ 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 để mình kiểm soát, quen dần thì nó sẽ tạo nên một cái giọng hát như thế này. Nó phải có thời gian để mình pha sửa đặt đó các bạn. Vô nó khi mà nó đặt lên thì như thế này nè. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tình yêu này mong manh giờ tan vỡ, thôi cũng đời xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả hết cho. Đó, nó phải có một thời gian các bạn pha sửa đặt như vậy đó, chứ hạn chế là cái nốt này nó rất là cao, nó đã lên tới nốt la 4 là nó dành cho những bạn tenor, mà những cái nốt cao nhất của tenor mà dễ vỡ nhất của tenor, chứ không phải là năm chung.
đó, nên các bạn mà giọng 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 vừa vừa phải phải á, giọng chung á, hay là kiểm soát hơi thở chưa tốt á, thì hãy tập theo cách hát của mình, hát từ 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 tốn thôi. Còn nếu như nằm chung và để hát muốn hát bài này đúng cái tông này thì vẫn được, nhưng mà bạn phải chấp nhận một điều rằng là khi bạn lên cao á, bạn phải làm tiết chế lại, làm cho nó nhẹ nhàng lại, hát giọng một chút gió như thế này vẫn được, không sao hết, nhưng mà nó phải được hơi thở. Ví dụ như là mình hát cái đoạn không lên tông nè, mình nam chung sẽ hát như thế này: em không là nàng thái, cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ, tiếng này nhẹ như gió. Nó tình cảm vẫn được, không sao hết, nó nhẹ nhàng hơn, như bạn giống như bạn đang hát giọng falsetto, giống như bạn đang hát giọng hơi vậy đó, không sao hết nha. Một thời gian các bạn sẽ đưa dần cái lực của mình vào trong cái giọng hát đó và làm cho nó đặt lên, nó đậm đặc cái giọng lại. Nhưng mà đầu tiên bạn phải hát được bằng hơi thở vào khoảng vang và nó tự nhiên, đầu tiên là phải như vậy trước đã, rồi từ từ mình làm cho nó càng ngày càng đậm đặc lên ha. Cái màu của nam chung sẽ như thế này, là các bạn nghe lại nha: em không là nàng thơ, nè nhẹ lên đó: em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ, tình này nhẹ như gió lại chiếu tan vỡ, thôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả đó. Bắt đầu nó nhẹ nhàng như vậy đó, rồi xong nó từ rồi nó mới chắc lên, mình sẽ dày pha dày một thời gian, chắc phải mất một vài ba tháng đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Thì các bạn quen dần á thì các bạn sẽ hát được là: em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ, tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn, tình yêu này mong manh giờ tan vỡ, thôi cũng đời sẽ đó. Thời gian bắt đầu nó sẽ đặt 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 dần, nhưng mà đầu tiên là phải phải dùng được hơi thở, phải dùng được khoảng vang, phải dùng được lực và phải hát thật rõ chữ và tự nhiên. Ok, sau đó mình sẽ pha đặt 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 nó lên, là do cái góp cái lực vào trong đó, chứ đừng có mới những cái nốt đó mà các bạn gồng lên, các bạn ngứa bóp cổ họng lại rồi đưa là thì các bạn sẽ hát không được. Ok, thì video cũng khá dài rồi, chúc các bạn sẽ thành công trong ca khúc bên gì ta quên rồi, nàng thơ của Nguyễn Hoàng Dũng. Và giúp bạn sẽ hay hơn. Các bạn nhớ thấy hay nhớ đăng ký kênh và cùng nhau mình trao đổi về những kiến thức thanh nhạc. Sắp tới mình sẽ làm những video rất hấp dẫn để chào đón năm 2021. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Bye bye.